Đây, đây, zoom vào cái sai lầm của Thanh. Tiền giả mà. Ôi sao lại thế này này? Yêu ơi, không thích thì tí lấy cái son trắng cho phẹt lên. Phẹt luôn. Luôn lấp liếm. Làm ăn lấp liếm. Lấp liếm có gì mà. Mình thơm mà, sơn thơm mà. Mà bây giờ nó mất, thấy mình sơn đấy đi ra. Ai thấy mày thương mày thử thịt vào mỗi ngày sẽ sơn. Nó sẽ bị sơn. Thế nhưng nó vừa di chuyển rồi. Đấy. Sao mà người sơn đi. Xong rồi quay tối. Tao biết. Sao rồi tối. Cái tối có thể do màn hình do tao nó tối. Có thể chống đỡ hơn. Cái này có cậy ra không? Cái này đây xem mày quên tao đây. Đi. Mày muốn chào kiểu chào mới tao. Chào Thái á. Anh Joe, what's up? Hey, what the fuck?